はい、皆さん、こんにちは。先生、こんにちは。皆さん、こんにちは。こんにちは。はい、hôm nay chúng ta sẽ bước vào bài số 19 với chủ đề là tôi đã từng đi Nhật. Và mẫu câu đó là đã từng đi Nhật. Đã từng làm gì đó? Đã từng ăn ramen này, đã từng ăn sushi này, đi Nhật, đã từng ngắm hoa anh đào này. Chúng ta sẽ nói được câu đấy, được chưa? Hay nội dung bài học ngày hôm nay sẽ gồm 4 phần nhé. Đây, chúng ta chia về thể tạo. Đó, phần này là chính này. Phần này đơn giản. Như thế nào? Hay cách chia về thể tạo rất là đơn giản. Thể tạo là thể gì đã? Là thể quá khứ đúng không? Dạng thường của master. Ví dụ, tabemasta thì bằng với này, tabeta. Bạn bè nói với nhau này, tabeta, tabeta. Được chưa? Ok. Hay thì cách chia như thế này. Chúng ta chia sang thể t thì chúng ta sẽ bỏ t đi và cộng lên tạ. Ví dụ, tabete thì sẽ thành tabeta. Được chưa? Và khi mà chúng ta chia thành d á, thì sẽ biến thành đà. Ví dụ, non d thì sẽ thành non đà. Non đà. Được chưa nhỉ? Hay non d rồi. Ví dụ đây. Ok. Hay cai tê thì thành cai tạ. Cai tạ. Non d non đà. Tabete tabeta. Mite mita. Đấy không? Chuyển tên hình đúng không? Nhóm 3 này. Đấy, nhóm 3 thì như thế này. Kite kita. Kita. Shite shita. Benkyo shite benkyo shita. Benkyo shita. Có gì khó không? Không. Không đúng không? Ok. Vậy thì chúng ta sẽ bước vào phần 2. Đó là mẫu câu về tạ koto ga arimasu. Các bạn đọc. Tạ koto ga arimasu. Tạ koto ga arimasu. Tạ koto ga arimasu. Tạ koto ga arimasu. Se no. Tạ koto ga arimasu. Se no. Tạ koto ga arimasu. Se no. Tạ koto ga arimasu. Ok. Bây giờ chúng ta sẽ chia thành arimasen. Arimasen. Tức là gì nhỉ? Đây là đã từng mà arimasen sẽ là chưa từng. Đúng không? Hay. Tạ koto ga arimasen. Se no. 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 Tạ koto ga arimasen. Ok, được chưa? Đây là dạng lịch sự nhé chứ. Còn dạng thường thì chúng ta gì nhỉ? Arimasu sẽ là aru. Aru. Đúng rồi. Tạ koto ga aru. Bạn bè nói với nhau rồi nhé. Sushi o tabeta koto ga aru. Được chưa? Còn dạng thường của masen sẽ là nai. Nai. Được chưa? Ok, tabemasen, tabenai. Tabeta koto ga nai. Được chưa? Arimasen sẽ là nai được chưa nhỉ? Arimasen sẽ là nai chứ, được chưa? Arimasen sẽ là nai. Chứ là tạ koto ga nai. Tạ koto ga arimasen. Tạ koto ga nai. Được chưa? Hai. Tạ koto ga arimasu. Tạ koto ga aru. Aru. Ok? Đúng nhau nhá. Hai đã từng làm gì đó. Hai, có một điều chú ý như thế này, khi mà chúng ta chuyển sang một câu hỏi á, em đã từng cái gì đó bao giờ chưa? Được chưa? Bao giờ chưa? Đúng không? Đúng không? Em đi Nhật bao giờ chưa? Đúng không? Thì trong cái câu này thì thường trong tiếng Việt nhiều lúc nó bị lược bỏ cái từ đã từng này đi. Em đi Nhật bao giờ chưa? Em ăn sushi bao giờ chưa? Không có từ đã từng đúng không? Nên là chúng ta phải để ý nhá, khi mà chúng ta đã có từ bao giờ chưa này để hỏi thì chúng ta phải chia ra tạ koto ga arimasu ka? Chưa chưa? Hay. Ok chưa? Hay. Hay. Ok, ví dụ này. Hay. Thì nào? Watashi wa sushi o tabeta koto ga arimasu. Hai, tabeta koto ga arimasu. Bây giờ quay sang hỏi Trang nào. Trang ăn sushi bao giờ chưa? Trang-san. Trang-san wa sushi o tabeta koto ga arimasu ka? Hai, arimasu. Hai, arimasu. Đúng rồi, trả lời. Khi mà trả lời chúng ta sẽ nói là gì? Arimasu. Arimasu. Hai, arimasu. Đúng không? Hoặc là gì nhỉ? Chưa từng nhỉ? Ie? Arimasen. Đúng rồi, ie? Arimasen đấy nhé. Arimasen. Được chưa nào? Hay, arimasu hoặc ie? Arimasen. Được chưa? Hay, tiếp theo. Uma ni notta koto ga arimasen. Hay, uma ni notta koto arimasen. Nghĩa là gì? Tôi chưa từng cưỡi ngựa. Tôi chưa từng cưỡi ngựa, đúng không? Hay, quay sang hỏi Nhung. Nhung rằng, uma ni notta koto ga arimasu ka? Ie arimasen. Ie arimasen. Được chưa nào? Đấy, ok. Dễ. Tiếp theo. Ví nào? Hồng sang wa Hồ Chí Minh ni 3 kai
Ichita koto ga arimasu. San kai ita. Ita. San kai ne khác nè. San kai ita koto ga arimasu. Nghĩa là gì? Hùng. Bạn Hùng. Bạn Hùng đã đi Hồ Chí Minh và ba lần. Ra về tiếng Anh. Đã từng đi Hồ Chí Minh ba lần, nhớ chưa? Ok chưa? Hai. Tiếp theo. Nihon e ryoko shita koto ga arimasu ka? Hai, arimasu. Cái này là gì đấy? Em đã từng đi du lịch ở Nhật bao giờ chưa? Đúng rồi, em đã từng đi du lịch Nhật bao giờ chưa, đúng không? Hai, arimasu, em đi rồi đấy. Hai, arimasu, đi rồi đấy. Tiếp theo. Hoa-san ni atta koto ga arimasu. Được chưa, nghĩa là gì? Tôi đã từng gặp Hoa. Tôi đã từng gặp bạn Hoa. Hoa quay sang hỏi Trang. Chị đã từng gặp bạn Hoa rồi chưa? Trang-san. Hoa-san ni atta koto ga arimasu ka? Iie, arimasen. Iie, arimasen. Đúng không? Cái đấy đơn giản thế thôi, đúng không? Tiếp. Kare to hanashita koto ga arimasen. Tôi chưa từng từng nói chuyện với anh ấy. Tôi chưa từng nói chuyện với anh ấy. Quay sang hỏi chị Trang. Trang-san. Kare to hanashita koto ga arimasu ka? Iie, arimasen. Iie, arimasen. Đúng không? Anh chị đã nói chuyện với anh ấy bao giờ chưa, đúng không? Hai. Watashi wa golf o shita koto ga arimasen. Đúng không? Quay sang bạn tiếp theo. Nhung rằng. Golf o shita koto ga arimasu ka? Iie, arimasen. Iie, arimasen. Được chưa? Đơn giản. Đơn giản như đơn giản. Tiếp. Atarashi debato de mada ga kaimono shita koto ga arimasen. Cái từ mada này nó thường hay đi với masen. Tôi chưa từng. Chưa từng ạ. Đã cái này, đã chưa cái nào điều gì đó. Bạn đã đi mua sắm ở khu trung tâm. Bạn đã chưa bạn. Tôi. Arimasen để xem nó là để cá hay là arimasen đã thấy nhá. Tôi đã đi mua sắm tôi chưa từng đi mua sắm ở trung tâm thương mại mới, khu trung tâm thương mại mới. Đúng rồi, tôi đã chưa từng đi mua sắm ở cái khu trung tâm thương mại lớn. Đó chẳng hạn, đúng không? Nên việc ano atarashi được. Được chưa? Ok, cái mã va đại chỉ là nhấn mạnh cho arimasen thôi, được chưa? Anata wa kiss shita koto ga arimasen ka? Bạn biết từ kiss là gì không? Hôn ạ. Hôn ạ, kiss. Kiss. Yeah, kiss. Kiss shita koto. Quay sang hỏi Trang. Trang sang. Anata wa kiss shita koto ga arimasu ka? Iie, ichido mo arimasen. Ichido mo arimasen là gì? Chưa một lần nào. Đúng rồi, ichido mo arimasen. Chưa một lần nào, được chưa? Ichido mo arimasen. Ichido mo nai. Uso desu. Chan-san wa uso desu. Hai. Chui-san wa kiss shita koto ga nai no? Iie, ichido mo arimasen. Uso. Uso. Uso desu ne. Yon-san wa arimasu ka? Iie. Iie. Uso. Iie, uso. Hai. Tiếp theo. Yama ni nobotta koto wa arimasu ka? Iie, arimasen. Em đã từng leo núi bao giờ chưa? Từng leo núi bao giờ chưa? Chưa. Chưa đúng không? Hay, vậy thì chúng ta thử đặt câu là gì ạ? Leo lên máy bay, em đi máy bay bao giờ chưa? Thì chúng ta sẽ dùng một động từ. Học máy bay, đi máy bay nói như thế nào? Hikoki de. Hikoki de, kiếm ăn đúng không? Vâng. Hikoki ni notta, nỗ lực đấy. Nỗ lực. Nỗ lực sẽ chia là notta, động từ nhóm 1. Đi máy bay sẽ là nỗ lực, được chưa? Bay cứ ni nỗ lực đi xe máy cũng được. Động từ này, được chưa? Hãy xem nào. Hikoki ni nobotta koto ga notta. Hikoki ni notta koto ga arimasu ka? Hikoki ni notta koto arimasu ka? Hãy xem nào. Hãy norimasu ne, noru. Iie, arimasen da kara ne. Chan-san. Arimasen. Arimasu ka? Arimasu. Arimasu. Doko ni ikimashita ka? Da nang e ikimasu. Da nang e ikimasu ka? Nhung-san wa hikouki ni notta koto wa arimasu ka? Iie, arimasen. Arimasen. Hi-san. Iie, arimasen. Arimasen. Hai, ok. Vậy là chúng ta đã xong phần số 1. Notta koto wa arimasu, notta koto wa arimasen. Được chưa? Hai, bây giờ chúng ta chuyển sang phần số 2. Tari, tari, shimasu, đúng không? Chúng ta làm thế này, làm thế kia. Các bạn nhớ trong cái bài 14, khi mà chúng ta liệt kê cái hành động, liệt kê này, sáng sớm này chúng ta thức dậy này, rồi đi ăn sáng, sau đó đi học này, thì chúng ta chia về thể T đúng không? T, 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 cuối cùng là kakue ikimashita. Được chưa?
Trong bài học ngày hôm nay thì chúng ta sẽ học này về tà đi khi mà chúng ta để liệt kê buổi sáng nay này asa okite go hang ok ví dụ buổi sáng nay nhé thì chúng ta sẽ chia dạng tà đi chúng ta không liệt kê cái hành động đấy ra theo cái thứ tự được chưa, mà chúng ta liệt kê lung tung ra sáng nay em ăn bánh mì uống nước rồi thì tắm các thứ này được chưa, sau đó thì đi học này chúng ta sẽ nói theo dạng này được chưa, ok chưa đây đây này. Nhiều hành động một nhóm hành động không quan tâm đến thứ tự được chưa, nói chung là không có thứ tự gì cả. Ê, ví dụ như thế này tao doyoubi nihongo benkyou shitari eiga o mitari shimashita. Ví dụ doyoubi là chủ nhật vừa rồi nó là quá khứ rồi đúng không, thì cái động từ cuối câu này chúng ta sẽ chia dạng thứ bảy được chưa, chúng ta sẽ chia dạng gì nhỉ, quá khứ đã được chưa, và trong những ngày thứ bảy đấy chúng ta này, ngày thứ bảy em học tiếng Nhật này, em xem phim này, đơn giản thế thôi được chưa. Hai. Ok thế nào? Hai. Thì đọc lại câu này. Doyoubi. Doyoubi. Không phải mình đọc. Doyoubi, nihongo o benkyou shitari, eiga o mitari shimashita. Hai, mitari shimashita. Cái chữ tari rất là dễ, chữ phải để ta cộng với ri thôi, nhớ chưa? Hai. Ok. Hai benkyou shitari, benkyou shitari. Được chưa? Mita, mitari. Được chưa? Hai, mitari shimashita. Được chưa nào? Nếu mà nó là tương lai thì sẽ là gì nhỉ? Shimasu. Được chưa? Được rồi. Ví dụ tiếp theo này. Kino gakko e itari tomodachi to nomi ni itari shimashita. Ừ, con này hay đúng không? Ngày hôm qua tôi đã đến trường và đi uống nước với bạn ạ. Đi uống với bạn bè. Được chưa? Hôm qua em đến trường này rồi đi uống nước với bạn bè này. Được chưa? Thế không? Dễ. Rồi. Tiếp theo. Hôm sáng qua, kesa pan o tabetari, ocha o nondari shimashita. Nondari shimashita. Buổi sáng bạn buổi sáng bạn ăn bánh mì và sau đó uống trà. Sáng nay nhé. Sáng nay. Hãy tiếp theo. Mai bang watashi wa hon o jondari terebi o mitari shite imasu. Shite imasu. Ví dụ ở đây nó là một cái thói quen bởi vì nó là mai bang. Đúng không? Hàng tối đúng không? Tối nào tôi cũng làm những cái công việc như thế nào. Thì thói quen thì chúng ta sẽ chia thể stay mask được. Thế thế nào? Ok. Tiếp theo. Anata no shimi wa nan desu ka? Ongaku o kitari drama o mitari suru koto desu. Suru. Ở đây nhá. Khi mà chúng ta nói đến nhà shumi là gì? Sở thích đúng không? Sở thích của bạn là gì? Khi mà mình có nhiều sở thích, bao nhiêu sở thích á, mình chỉ có kể hai cái thôi đúng không? Đấy, thì cái câu chốt cuối cùng vẫn là koto. Được chưa? Thì nó sẽ là suru koto desu. Shima chia dạng gốc. Đúng không? Shima chia dạng gốc đúng không? Ví dụ như là hongo miru koto desu. Nihongo o benkyou suru koto desu. Được chưa? Thì nó khi mà nói về sở thích thì vẫn phải suru koto đúng không? Hai. Thì là shimasu thì là suru koto. Nó không phải là động từ, ví dụ như vậy chúng ta nói một loạt động từ nữa. Được chưa nhỉ? Ở đây có gì nhỉ? Ông ga kitari dorama o mitari suru koto desu. Sở thích của em là nghe nhạc và xem phim. Xem phim truyền hình, giải đáp drama. Được chưa? Drama đấy. Ok chưa? Tiếp. Hai người. Senshū no nichijoubi nani o shimashita ka? テニスをしたり、買い物をしたりしましたよ。しましたよ。やまやま。しましたよ。chủ nhật tuần trước chị đã làm gì đấy? Chị chơi tennis, rồi chị đi mua sắm. Chị chơi tennis, rồi chị đi mua sắm. Ok chưa? Hai. Tiếp. Watashi wa yoru meru mae ni. Hao migai tari oka o kao o ocha arattari arattari shiteimasu. Đó, thói quen đúng không? Tức là nên được mày đi trước khi ngủ thì tôi đánh răng và rửa mặt. Hay trước khi ngủ thì tôi thường hay có thói quen là lướt Facebook hay là điện thoại cho bạn trai đấy nhỉ. Kare shi ni denwa o kaketari. Facebook o mitari shiteimasu. Những câu này người Nhật người ta hỏi thì mình có thể đem ra
Trước ngủ em hay làm gì đúng không? Hay là cuối tuần em hay làm gì thì chúng ta nói cái dạng này để như nào? Ok chưa? Đấy, tiếp theo. Kiểu quá, report tổ cái tari chiều cuối đại ô chi tari xin nào kể bà nó đi mà xem. Bạn thấy ở đây nó khác gì nhỉ? Phải làm cái điều gì đó đúng không? Hôm nay tôi phải. Hôm nay tôi phải mua. Tôi phải đi. Tôi phải viết báo cáo. Làm bài tập ở nhà được chưa? Ngoài ra còn một vài cái công việc khác phải làm nhưng mà không định kê ra đây được chưa? OK. Xin lỗi kìa bạn đi mà xem phải. Nhung có hiểu không? Mặt đưa đưa đưa. Trang hiểu không? Có. Thúy. Có. Các bạn có hiểu không? OK. Rồi, tiếp theo còn hai câu nữa. Nga sang wa dance o study, ryori o chukutari suru koto ga dekimasen. Cái này gì đấy? Bạn Nga không thể không thể nhảy và nấu ăn ạ. Không thể nhảy và không nấu ăn được chưa nhỉ? Hay không thể nhảy và không nấu ăn được chưa nhỉ? Hay. OK, cái này tùy thuộc vào cái lỗ đằng sau như thế nào thì mình sẽ dịch như thế, được chưa? Hãy tiếp theo. Watashi wa yama ni nobottari umi de oyodari shita koto ga arimasu. Hãy một câu mình đọc vào sau. Khi mà chúng ta muốn liệt kê nhiều việc mà chúng ta đã từng làm. Được chưa? Thì sẽ là gì đấy? Tôi đã từng leo núi và bơi ở biển. Được chưa nào? Liệt kê rồi. Hoặc là khi người ta hỏi sang Nhật em làm gì đấy thì mình làm những công việc gì mình liệt kê ra. Tôi đã từng thế này đúng không? Đấy. Tôi đã từng đi Osaka này và tôi đã từng ăn món cá sống này. Đấy nhỉ? Đã từng thì chúng ta cái đoạn cuối cùng chúng ta chia sẻ đã từng thôi. Đấy. Được chưa? Hoặc là chúng ta không cần đã từng chúng ta shita cũng được, shimashita cũng được. Không vấn đề gì cả. OK chưa? Hay. Xong rồi, chúng ta đến phần cuối cùng trong bài học ngày hôm nay. Đó là gì nhỉ? Thì chúng ta sẽ gì nhỉ? Học những cái gì nhỉ? Tính từ hay là danh từ cộng với động từ narimasu. Narimasu thì giai động từ nghĩa gốc của nó gì nhỉ? Trở nên trở thành. Được chưa? Trở nên trở thành nhé. Đây, tùy vào tình huống mà chúng ta sẽ dịch là gì nhỉ? Cái gì trời lạnh lên rồi, trời lạnh rồi. Đấy, nó lạnh lên rồi. Ngon ngon rồi đấy. Được chưa nào? Giỏi lên rồi đấy. Tiếng Nhật giỏi lên rồi đấy. Được chưa nào? Lạnh rồi này. Được chưa? Hay đó, cách kết hợp của nó như sau. Thứ nhất, nếu mà tính từ đuôi y thì chúng ta sẽ bỏ y đi, đúng không? Hai, bỏ y đi và chúng ta cộng với là cự narimasu, được chưa? Cự narimasu đấy. Còn gì nhỉ? Ở đằng sau chúng ta có thể chia là narimasu ta cũng được, được chưa? Narimasu. Nếu mà nó là quá khứ thì narimasu ta, chưa là quá khứ thì sẽ là narimasu. Ví dụ các bạn cứ học chăm chỉ vào kiểu gì vài tháng nữa cũng sẽ giỏi lên thì sẽ là cái này, đúng không? Sẽ giỏi lên, được chưa? Hai, do rồi như nào? Sẽ giỏi lên thì sẽ là cái này. Zozu ni narimasu. Ở đây là zozu ni narimashita. Được chưa? Hay tính từ đi là cự. Oishiku narimashita này thì đây. Ngon rồi. Ngon rồi đấy, ngon lên rồi, được không? Hay tiếp theo zozu ni narimashita. Giỏi lên rồi, được không? Giỏi rồi đấy, được chưa? Tiếp theo. Raiden. Đây là raiden à? Raiden là gì nhỉ? Năm sau. Đúng rồi, raiden. Raiden là sao? Học chữ Hán rồi nhá, cô Thanh dạy rồi nhá. OK, tiếp theo. Sacho. Là Sacho là gì? Giám đốc. Giám đốc. Nhưng biết từ này không? Chưa nhỉ? Biết à? Sacho giám đốc. Năm sáu. Trở thành giám đốc. Tôi sẽ trở thành giám đốc. Được chưa? Sacho ni narimasu. Trở thành thì cho được danh từ thì đã dịch nguyên dạng là trở nên trở thành thì được. Được chưa? Hay. OK, ví dụ. Kino wa achu katta desu ga kyou wa suzushiku narimashita ne. Suzushiku narimashita ne. Hôm nay trời mát hơn. Mát lên rồi. Mát lên rồi nhỉ, đúng không? Hôm qua trời nóng nhỉ, nhưng mà hôm nay mát lên rồi. Đúng không? OK chưa? Mát lên rồi đúng không? Suzushiku narimashita. Cái trạng thái đã thay đổi, đúng không? Tiếp. Mo genki ni narimashita. Cái gì nhỉ? Cái động từ narimashita này hay đi kèm với mo này. Mo narimashita.
Thấy chưa? Vô đã. Cái gì đó? Nghĩa là gì đấy? Đã khỏe lên rồi. Khỏe lên rồi đúng không? Em đã khỏe rồi. Mô ghen kỳ nền animasta. Thấy chưa? Hoặc nhìn thấy ai khỏe nên nó không vừa qua thấy ủ yếu tượng nhanh. Ồ, mô ghen kỳ nền animasta đi. Cho mình khỏe lên rồi nhỉ. Thấy chưa? Hay, tiếp. Dung sáng quá. Soroi san san ni san jiu itsai ni arimasu ne narimasu ne narimasu ne nghĩa là gì? Dũng mà đã soro là sắp sắp sửa đừng có dịch cả trở lên nữa. Sắp sửa 31 tuổi rồi mình hiểu ngầm thôi nhé, khi mà dịch trở lên thì nó sẽ không hay, được chưa? Ok, tùy vào hoàn cảnh mà chúng ta dịch như trong tiếng Việt thôi. À, Dũng sắp 31 tuổi rồi. Được chưa? Nhưng mà thầy Dũng thì là Dũng sensei quá. Soro sanju yosai ni narimasu ne. Ok chưa? Hai. Tiếp. Chàng sáng wa kirei ni narimashita ne. Cái này đi. Chàng đã đẹp lên nhỉ. Chàng xinh lên rồi nhỉ, đúng không? Xinh lên rồi nhỉ, ok. Tiếp. Kono tabemono wa asu ama. Cái từ này đọc là asta đi. Asu cũng đúng nhưng là asta đi. Asu là ama không? Asta. Kono tabemono wa asta amaku narimasu ka? So desu yo. Tức là gì ạ? Ví dụ tabemono là một đồ ăn gì đó đúng không? Ví dụ chúng ta làm cái gì ở đó ngâm các thứ gì? Chất phụ gia gì nữa? Thì mình mới hỏi là cái món ăn này ngày mai sẽ ngọt à? Nó sẽ ngọt à? Đúng không? Mai thì nó sẽ ngọt. Đúng rồi. Đúng không nào? Hay là quả này. Kono kudamono thì nó rõ ràng đi. Cho dễ hình dung đi. Kono kudamono wa asta amaku narimasu ka? Cái quả này mai nó sẽ ngọt chứ anh? Mai. Đúng rồi. Được chưa? Ok desu ka? Ok desu. Tiếp theo. Kino no ban party o shimashita kara heya ga mada đó. Mata. Kitanaku. Kitanaku narimashita. Kitanaku narimashita. Kitanai đúng không? Hai. Kitanai đúng không? Bỏ đi. Kitanai là gì? Bẩn đúng không? Ngôi nhà này. Hôm nay thì buổi tối ngày hôm nay tôi bởi vì tối ngày hôm qua tôi có bữa tiệc. Bởi vì hôm qua có bữa tiệc. Cho nên nhà đã trở nên rất là bẩn. Trở nên rất là bẩn nghe nhà rất là bẩn. Đúng không? Hôm qua bởi vì hôm qua có bữa tiệc nên là căn phòng trở nên bẩn. Các phòng bị bẩn đi, được chưa? Ok chưa nào? Hai. Tiếp. Samui desu ne. Mo fuyu ni narimashita ne. Lạnh nhỉ? Mùa đông đến rồi nhỉ đúng không? Hai. Mùa đông rồi nhỉ thôi, được chưa? Ok chưa? Đặt câu đi. Nóng rồi nhỉ? Mùa hè rồi nhỉ nữa nha. Atsui desu ne. Mo natsu ni narimashita ne. Nhung đọc lại câu này. Atsui desu ne. Mo atsu ni narimashita ne. Mùa hè là gì? Natsu. Natsu. Mo. Mo natsu ni narimashita ne. Narimashita ne. Mo natsu ni narimashita ne. Được chưa? Natsu. Yep. Handsome ni naritai desu ka? Cái là gì? Naritai. Narimasu chúng ta chia tay cộng lại được. Đúng không nào? Naritai là gì đây? Muốn trở nên đẹp trai à? Em muốn đẹp trai không? Đẹp trai. Được không? Hay. Tiếp. Minh sáng quá. Sorai. Sorai nani o shitai desu ka? Sensei ni narimasu. Naritai desu. Sensei ni naritai desu. Đó. なりたいです。先生になりたいです。社長になりたいです。じゃあ、次はになりたい。なんか言わない。になりたい。OK? はい。マイさん。マイさんはもう日本語が上手になりましたね。Maya. Mai giỏi tiếng Nhật rồi nhỉ? Mai à, tiếng Nhật của em đã giỏi rồi nhỉ, đúng không? Ok, mô, nhưng mà dù gì nữa, chúng ta nên.
dùng để khen người khác đúng không? Hay. Ok. Hay. Hay là chúng ta đã xong rồi đúng không? Hay. Có câu ngày hôm nay nữa là chưa để tạ. Cái chưa để tạ là gì? Giống thể tê. Cũng bỏ tê đi. Thêm tạ. Được. Được chưa? Tiếp theo. Một câu. Tôi đã từng đi Nhật. Từng. Đúng không? Nhiều ý tạ cô tổ gà arimas. Các đọc. Tạ cô tổ gà arimas. Tạ cô tổ gà arimas. Tạ cô tổ gà arimas. Tạ cô tổ gà này. Tạ cô tổ gà này. 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 Chưa từng đúng không? Arimasen. Tiếp theo. Tạ đi tạ đi simas. Tạ đi simas. Tôi làm cái gì đó đúng không? Ok. Jozu ni narimashita. Giỏi rồi. Các bạn giỏi hết rồi. Jozu ni narimashita. Được chưa? Hay. Ok. Và của chúng ta ngày hôm nay kết thúc tại đây. Hay. Mình là sao? Kiểu và. Arigatou gozaimashita. Sensei, arigatou gozaimashita. Hai. Miya-san, arigatou gozaimashita. Mata ne.